án vô A B C D. Bạn nào quên cách làm chat vô dấu chấm vô. Ủa sao không thấy ai chat trơn vậy ta? Thầy hỏi coi Phú ơi. Rồi, có Phú có kết quả. Nếu bạn khác nó rồi chat luôn, cho thầy coi coi các bạn làm ổn không? Hai bạn tiếp. Rồi thầy hỏi Thành coi. Xong chưa Thành ơi? Dạ chưa. Rồi con làm được tới đâu rồi? Hả? Em mất có không biết nói sao á thầy. Nói làm sao là phải nói, không biết nói làm sao là thầy biết được thì chỉ. Kiểu như là em mới tính cái 86 với 108 ra là mấy nhân mấy á? Con mới làm có 86 bằng mấy nhân mấy hả? Dạ 108 với 86 luôn. Mà em chưa có biết, em chưa có tính được Con có coi máy tính ở chừng. đó không? Dạ có. Giờ có biết cách bấm không? Đừng có làm chút xíu tắt mic, mở mic lên nói chuyện đi. Tại vì khi bạn nhấn tắt hoài hồi chút xíu là một là nó bị lỗi mạng là một. Hai là nhiều khi các bạn đang tưởng là mình còn mở mic rồi nói, rồi thứ ba khi các bạn nhấn nhầm vô hồi thành cái nút tắt luôn, cái đó là thoát luôn nữa. Thí dụ như khi nào ta kết thúc xong câu chuyện thì ta hãy tắt. Còn thầy hỏi nè, biết cách bấm máy không? Ủa Rồi thì thầy chỉ bao nhiêu lâu, bao nhiêu lần rồi, rồi bạn không làm rồi đó. Vậy các bạn biết rằng các bạn làm bài là làm bài trắc nghiệm. Các bạn ngồi tính bằng tay vẫn được, các bạn tính bằng máy vẫn được, tùy các bạn, nhưng miễn sao các bạn khoanh kết quả. Nhưng mà câu này bây giờ mà các bạn ngồi bạn phân tích từ từ là các bạn hết giờ. Mà hết giờ là các bạn không làm được bài. Rồi thầy chỉ lại về cách bấm máy nè. Bạn đang xài máy tính nào? Đọc cái tên, cái gốc của cái máy tính á. F X570VN Rồi. Rồi, nhìn thấy chưa? Giống máy tính thầy không? không? Không giống, nhưng mà nó gần giống vậy đó. Về chức năng nó gần giống thôi. Cái của bạn màu đen đúng không? Rồi. Vậy, bây giờ bấm nè. Rồi, Phú nhớ cách bấm không? Dạ nhớ thầy. Rồi, đầu tiên bấm gì? Dạ bấm 86 thầy. 86, làm gì nữa? Bằng thầy. Nhiêu bằng, sau đó. Shift phát. Đây, sẽ phát ngay cho chữ V đấy. Đó, nó sẽ ra thành nhiêu đây? 2 2 x 43. nhân phút và Cao Thanh nhìn thấy chưa? Rồi, cảm ơn Phú. Cao Thanh. Bấm xếp và lắm nghe thầy. Thầy hỏi lại một lần nữa, những cái buổi thầy dạy hoặc là trước đó, con có khi nào con về nhà con thật sự con làm bài hoặc con coi bài lại không? Có, mà tại sao giờ con gần như không biết luôn. Mà cũng chính con bữa rồi là thầy có chỉ cái này luôn á.
nhớ không? Bữa rồi thầy có chỉ cái vụ này không? có. Mới bữa rồi luôn á. Các bạn, thầy đang cố gắng chỉ cho các bạn kỹ năng làm được bài tập, kỹ năng bấm Em biết máy. Rồi, tiếp theo, bấm gì nữa? Cao Thanh. rồi thầy. 108. Rồi làm gì? Nhúc xiết và bấm phát. Dấu bằng. À, nhúc bằng. Nhấn dấu bằng để nó lưu cái này lại. Shift. Đó. Phát. Đó, nó ra nhiêu? Hai mũ hai nhân ba mũ ba. Đây, 1 là 8 bằng 2 mũ 2 nhân 3 mũ 3. Đi tìm bội chung nhỏ nhất là đi tìm cái gì? Cao Thanh. Đi tìm bội chung nhỏ nhất là đi tìm cái gì? Là làm bằng tiếp bằng cách nào? Bước 1 là phân tích rồi nè, qua bước 2 làm cái gì? Mình tìm mỗi chung ngắn nhất của nó. Bằng cách nào? Thầy hỏi con học bài về bội chung nhỏ nhất. Là hai mình lấy Không ra có kiểu như chung. là mà là nó có kiến thức. Con đọc lại cho thầy nghe cái kiến thức của con chứ không có kiểu như là toán, nó không phải giống như là con muốn nói gì con nói. Bước 1 là phân tích, bước 2 làm gì? Con có biết chút xíu 10 giờ nữa con kiểm tra ở trên trường không? Chị Rồi con có biết kiểm tra bài gì không? kiểm tra lại Kiểm thì là tra. Kiểm tra lại là gì? Khoan khoan, nãy con mới giờ nói kiểm tra lại là sao không hiểu lắm. là cô cho là không có kịp thời gian nữa thầy, Cái nên cô cho kiểm tra lại. gì thầy không có nghe kịp. Con nói rõ lên. Là cô cho Ừ. mấy làm không kịp thời gian nên cô cho kiểm tra À tức là lại. trước đó là cô đã từng cho các bạn kiểm tra rồi, đúng không? Mà mấy bạn làm đều không được hết hả? Con được nhiêu điểm? Được mà em làm không có kịp, với lại có vài câu cô ghi sai không biết nữa. Rồi cái gì đó cô còn thầy hỏi con á là con làm cái đề vừa rồi được nhiêu điểm? À cô không có phát luôn. Cô có phát Con được mấy điểm? là 7 điểm, tại vì một câu em đang làm hết thời gian, còn hai câu thì em không có hiểu cô ghi sao. Rồi, rồi chờ thầy chút xíu thầy hỏi chút xíu. Rồi, còn mấy bạn khác thế nào? Cương nhiêu điểm? Bài giờ rồi. Không có kịp coi thầy, Không có kịp coi là sao? là đang là em biết tự nhiên nó hết thời gian cái nó eo ra luôn. Rồi nhưng mà cô không có phát điểm hay gì hả? Hay là sao? Mất luôn. Dạ bữa nay thi lại mà thầy. Nhưng mà bữa rồi là con làm được khoảng bao nhiêu câu? Dạ còn một câu cuối. Rồi. Đại hội hầm tiếp. Phú được nhiêu điểm? Dạ 8 thầy. Sai gì? Hay là không biết làm? Dạ có một câu nó ghi là trừ 9 thuộc cái gì, cái đó nó chỉ ghi đúng hay sai cũng không biết đúng hay sai nữa, còn cái câu kia là em biết làm, nhưng mà tại vì em làm xong rồi cái em vuốt về em coi lại, ai ngờ cái tay em nó trúng vô cái đáp án khác đó thầy. À, đó. Rồi. Thực tế là phải các bạn không biết nhưng có nhiều cái nó trắc nghiệm và đặc biệt là thi trên máy móc của các bạn. Thầy cô không thể nào phân biệt được là các bạn đang làm bằng cách nào. Ta chỉ biết các bạn làm đúng hay sai thôi, hết chuyện. Và ai cũng vậy thôi, tại vì quy tắc mà. Rồi Huy được nhiêu điểm? Dạ hệ được 9. À, không biết cái câu trừ 9 thuộc cái gì đúng hay sai hả? Dạ. Rồi, rồi bây giờ thầy nói lại ha. Các bạn đang phải làm bài kiểm tra là chuẩn bị là làm bằng trắc nghiệm. Tốc độ các bạn làm bài phải thật tốt, đó là thầy thì còn chưa biết là nhiều khi các bạn có nhiều cái mối quan hệ khác như là bạn bè anh chị rồi vân vân, các bạn ngồi bạn hỏi rồi các kiểu nữa, hoặc là các bạn lên mạng các bạn search bài giải, thầy không quan tâm chuyện đó và thầy không muốn học trò của thầy làm điều đó. Ví dụ như riêng Cao Thanh ngày hôm nay là chuẩn bị kiểm tra lại vụ này mà giờ còn đang bị cấn cái chuyện bòi chung ước chung nói không ra nữa thì làm sao con làm được bài. Rồi bây giờ có nhắc lại được cho thầy cách đi tìm bội chung nhỏ nhất được không? Cao Thanh. Cao Thanh có nghe không? Làm sao?
cái là em nhớ cái. Bây giờ chờ phải chờ con nhớ ra, rồi phải chờ con phải chọn số và chờ con làm được bài. Còn bài thi nó có chờ con không? Mà chiều vẫn chút xíu là con kiểm tra nè. Lập tích thừa số nguyên tố để chọn nó thầy. Đừng hỏi thầy là cái câu cuối. Một là con chắc hay không? Nghe chắc. Đâu, con làm gì tiếp? Giờ là lập tích thừa số nguyên tố để Cao Thanh chút xíu, con học xong rồi, khi mà con làm bài kiểm tra xong á, con viết phạt cho thầy. Tiên Cao Thanh nha, viết phạt cho thầy 10 lần về cách đi tìm bội chung nhỏ nhất rồi ước chung lớn nhất. Viết phạt nộp cho thầy nha. Còn giờ mà con không làm được mà con không thể giải quyết mấy chuyện khác. Bước tiếp theo làm gì Huy? Huy ơi, bước tiếp theo để đi tìm bội chung nhỏ nhất. Dạ thôi thầy là lấy là giờ thầy là lấy cái 2 mũ 2 nhân cho Không ba có nói mũ số, ba. thầy hỏi cách làm. Đã làm Em tiếp. biết làm em không biết nói thầy ơi. Vậy tiếp tục Huy. Cũng giống vậy, viết phạt vô. Các bạn có thể biết cách làm, các bạn làm ra được kết quả, nhưng thầy cô hỏi các bạn, giả sử mỗi các bạn bị bắt lên trả bài, thầy cô có đó hỏi các bạn làm ra làm sao, đó hỏi ra số mấy. Các bạn không nói được quy tắc. Làm sao các bạn nói được các bạn đã làm? Nhớ ha. Phú. Dạ thầy, mình chọn số 1. Mình chọn các thừa số chung và riêng với số mũ lớn nhất thầy. Rồi, tốt, cảm ơn bạn. Lập tức các cái thừa số nguyên tố chung và riêng với số mũ là lớn nhất. Biết rằng là khi các bạn nhào vô các bạn lấy ra được những con số ra được hết, nhưng mà không nói nó ra được, không gọi tên nó ra được, không bắt ra được, không nói được lý do cho người khác, làm sao các bạn thuyết phục được người khác? Vậy thì đó, đây là cách duy nhất bắt sự thuyết phục. Mà riêng Huy bữa rồi nói cũng bị thiếu. Rồi đã chỉ lại nhắc lại. Còn nhắc mà các bạn vẫn cố tình không thèm nhớ thì ăn phạt để nhớ. Báo trước nha. Các bạn chọn học tôi có những lý do gì đó tôi không biết. Còn khi tôi dạy các bạn không hoàn thành theo những yêu cầu của tôi thì chuẩn bị sẵn tinh thần phạt đầy tay nha. Giờ để nói ủi thầy, thầy khó hơn cả giáo viên của em trên trường. Đó là điều chắc chắn. Thầy đặt cho các bạn những mục tiêu cao hơn, xa hơn. Và tôi có những cái yêu cầu các bạn phải thật cao. Giáo viên trong trường yêu cầu các bạn, nói thật so với thầy không đáng chút xíu nào. Tại vì giáo viên yêu cầu các bạn là làm bài tập cơ bản trong tập, trong sách. Các bạn có làm hay không làm không sao, những cái giáo viên cũng không coi tới, bắt quá thì trừ điểm hoặc là các bạn. Còn đối với tôi mà các bạn đang nói như thế này thôi mà sai một cái thôi là các bạn đã đủ để ăn phạt rồi. Tôi có thể hỏi các bạn bất kể một cái kiến thức nào trước đó mà tôi dạy, trả lời không xong là ăn phạt đó. Bởi vì mục tiêu của thầy khác thầy cô các bạn. Mục tiêu thầy cô các bạn là dạy xong bài cho các bạn, rồi nếu có chăng thì có điểm ở trên lớp, hết xong là xong chuyện. Tôi phải đặt mục tiêu cho các bạn là dạy các bạn hết cấp 2, đi tiếp cấp 3 và đi sau, có điều kiện là sau cả ở trong đại học. Và tôi phải làm sao cho cái tư duy của các bạn làm việc nó khác với cái tư duy chỉ có biết điểm. Làm sao mà các bạn nói nó ra được, các bạn làm được nó và nhanh nhất, hiệu quả nhất. Chứ không phải chỉ đơn giản là cho các bạn cái bài rồi tôi giải cho các bạn coi. Nhớ giùm tôi điều đó ha. Vậy các bạn lập các tích với các thừa số nguyên tố chung và riêng với điều kiện là cái mũ của các bạn phải lớn nhất. Các bạn có thể nói không giống sách giáo khoa, nhưng vấn đề là các bạn phải nói ra được các cái bước cơ bản đó. Vậy Cao Thanh, nó sẽ là lấy những cái con nào nhân lại với nhau? Giờ lấy 2 mũ 2 nhân 3.
mũ hai 3. hai nhân 3 mũ 3 còn hết. Dạ. Hết là bạn xong rồi. Bạn còn thấy con gì đây nữa hả? Còn 43 Rồi còn 43 nữa chị. Được không? thầy. Và kết quả nó bằng nhiêu? Dạ. Lại máy tính. Không. Vậy ta sẽ lấy 2 mũ 2 nè nhân cho 3 mũ 3 nè. Bằng 4.644. Ở sau kề giải bội chung nhỏ nhất. Nãy có nhấn nhầm 86 không? 2 mũ 2 nhân 3 mũ 3 nó ra là 108. Bội chung nhỏ nhất này chắc nó có ghi nhầm gì cái đề rồi quá. Nhầm cái đề rồi. À, nhân thêm cho 43 nữa. Kết quả ra là 4644. Cái đề này nó bị sai rồi nha các bạn. Rồi, có một cái đáp án E 4644 chứ không phải là 108. Phú tại sao ra 108? Dạ thầy, hồi nãy em nhân 43 rồi mà em thấy thấy kết quả cái em bỏ 43 ra thầy ơi. Rồi, các bạn nhớ thế này nè. Đề cho có thể đúng, có thể sai. Cái đó là chuyện của cái đề. Còn các bạn phải biết giữ mình. Ví dụ như rõ ràng ở đây người ta chỉ cho các bạn bốn đáp án nhưng mà thầy kêu các bạn chat vô thì các bạn nên chat. Thí dụ các bạn thấy rằng cái đó nó không hợp lý với bản thân mình thì mình chọn cái gì thật sự hợp lý. Thì thứ nhất thầy xin lỗi là cái đề này cho bị sai tại vì thầy không có điều kiện đang làm cái đề. Giờ các bạn đang hỏi là thầy bóc đại một cái đề trên mạng quăng xuống cắt ra để cho các bạn thấy cái đề. Nên cái chuyện đúng sai thì chưa có kịp kiểm duyệt lại. Thí dụ các bạn thể hiện ra à câu 108 thì ra nó sai, như sai thì các bạn thể hiện một cái đáp án khác. Rồi, đi qua câu khác ha. Cho Thanh ổn không? Đó, các bạn phải tập bấm máy và bấm cho nhanh vô, hiệu quả vô. Dạ không, chỉ nói riêng các bạn đang là lớp 6 đâu. Mấy anh chị đang học lớp 12, đang chuẩn bị ôn thi đại học. Tôi yêu cầu còn nặng ký hơn các bạn. Là tại vì mục tiêu của mỗi người mỗi khác. Các bạn tuy còn nhỏ nhưng mục tiêu tôi đặt ra sẽ phải rất khác. Rồi, tiếp theo. Vậy thầy tạm tắt chia sẻ cả màn hình nha. Thầy chia sẻ một phần của cái bảng thôi cho nó đỡ lắm. Cho các bạn dễ nhìn. Rồi tiếp theo, bội chung nhỏ nhất của mấy thằng này. Đè máy tính ra, bấm với cái tốc độ siêu nhân vô, không có ngồi rề rề nữa. Rồi, mọi người tự làm đi ha. Rồi, bạn nào làm xong chốt đáp án lẹ lên. Một bàn cho đáp án. Hai bạn. Rồi, ba bạn. Huy, sao chậm vậy? Đâu Huy giải thích cho thầy nghe coi cách làm. Dạ thầy, là phân đầu tiên là phân tích ra số nguyên
Rồi, phân Hồi tích xưa ra thành thừa số nguyên tố. Rồi, nãy bạn dùng máy tính bấm hay là làm bằng tay? giờ dùng máy tính bấm cho lẹ. Rồi, từ đó suy ra được bội chung nhỏ nhất của mấy thằng này. Nó được tính bằng nào đâu? Giờ hệ là bằng 23 nhân 5 nhân 7. Đó, rồi cố gắng luyện tập bấm cho nhanh lên thì các bạn mới làm được bài. Thầy hỏi nè, cô các bạn vừa rồi á cho làm bài kiểm á, là cũng liên quan cũng gần giống thế này hả hay là nó kiểu kiểu làm sao? Có gì phức tạp không? Thôi. Thôi ơi. Thôi nghe không? Dạ thầy, là nó có cái bài gì mà nó ghi sẹt xuống á thầy, sẹt ngang qua Ngang qua là kiểu kiểu như tìm tập hợp x bằng các cái phần tử gì đó sao cho cái gì đó đúng không? không phải thầy, thầy kia không nó phải ghi thầy, nó là phần á thầy, hai cái cộng lại thầy, phần trăm á thầy, phần á thầy, phân số á phần thầy. số à, tại anh sẹt ngang nãy hả, là sao là Đúng đi rồi, đúng rồi, sẹt sẽ dọc đúng xuống rồi thầy, nó sẽ xéo á thầy. sẹt xéo là sao vậy hả? Đúng rồi thầy. Dạ Các bạn có nào nhớ được, các bạn nào nhớ được cái đề không? Là cộng trừ hay là sao hay là sẹt xéo thầy không hiểu ý. Cô ghi là sẽ xéo vậy luôn Giống thầy, cái như số bên là đây xong rồi cái sẽ xuống cái số bên đây, cái cộng em cái có hình số đúng bên không này em? nữa, cái À, sẽ rồi đâu đâu bạn nào có hình xuống gửi sạc thầy. bảy Ví vậy dụ thầy. 13 phần 7 cộng với 25 phần 7 bằng nhiêu đúng không? Hay là sao? Không giống thầy ơi, Em gửi về đấy thầy. Ừ. Rồi đó thầy mượn thầy coi cái này. Tại thì cái đó là phân số mà, tại vì trên cái máy thay vì người ta viết. Không, mà tại vì các bạn không biết. Thí dụ 1 phần 2 viết thế này được chưa Phú? Dạ được. Rồi và trong máy và khi thể hiện á thì người ta sẽ viết thế này. Kịp không? Hai cái này là như nhau. Vậy thí dụ như cái trong bài của Phú mới vừa gửi cho thầy đấy, cái câu số 9 đó, 7 phần 9 cộng 5 phần 12 đó, rồi các bạn cứ lấy máy tính bằng bấm thôi, còn bạn nào thích thì ngồi tính tay tính ra kết quả được ha. Bài của các bạn ở mức độ dễ mà đi tìm đó bội. Trời ơi, câu số 10 cô có cái này là ở trên lớp cô bạn làm bài hả? Cô các bạn cho đề hả? Dạ đúng rồi thầy. Ôi, giáo viên ở trường ẩu dữ luôn. Nhưng mà cô có sửa bài chưa? Hay là mới 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 làm một lần thôi? Đó, các bạn đọc được cái này không? Dạ không. Cái chữ này là cái gì? Bội chung lớn nhất. Ồ, có khái niệm bội chung lớn nhất luôn. Rõ ràng là không có. Nếu đúng phải là gì? Nếu là bội thì phải là bội chung sao? Nhỏ nhất. Còn nếu ước là ước chung lớn nhất. Thầy ơi, Thầy nghe. em cũng bấm ra, em đánh là 7 phần 9 cộng cho 5 phần 12 mà sao ra 43 phần 36 thầy. Tại vì cô các bạn làm đáp án gì mà ẩu dữ vậy? Cô đánh thiếu chữ rồi mà thầy. Hôm qua em cũng làm vậy mà không thấy đáp án này luôn. À, rồi cái đó thầy không dám ý kiến, đó là chuyện của thầy cô các bạn ở trường. Tôi thì tôi không ý kiến về việc đó, tại vì cái đó là không phải nhân viên của thầy và cũng không phải là nhiệm vụ của thầy và cũng không phải là thầy, nên thầy không có ý kiến chuyện của người khác làm. Và thầy chỉ muốn nói một điều thôi, đó là quá trình xử lý lại về máy tính rồi chuyển qua bên phần mềm các kiểu thì cái khả năng sai sót là bị cao, kịp không? Mà khả năng sai sót bị cao thì cái này phụ thuộc giáo viên, thầy không ý kiến về việc này. Còn chuyện nhầm lẫn cái đề là có nhiều đấy, giáo viên làm cái này là ẩu thôi. Chuyện nói chuyện của thầy cô bạn ở trường nha. Vậy thì nhìn chung thì các bạn chỉ có cộng trừ phân số rồi đi tìm bội chung ước chung các kiểu, là chuyện đó là chuyện ở trường vô, còn giờ là việc này là việc của tôi rồi. Vô số tự nhiên a nhỏ nhất khác không thỏa mãn, giờ chỉ hết thằng này giờ chỉ hết thằng kia, bắt đầu làm bài cho các bạn tự hiểu tự làm, tôi không ý kiến và tôi chỉ muốn chốt kết quả thôi, giờ đây không phải là lúc tôi ngồi tôi chỉ bài cho các bạn hiểu không sao làm vậy, và chốt đáp án cho lẹ lên.
Còn bạn nào đang không hiểu cái đề, chắc dấu chấm vô. Tốt, các bạn đã có đáp án. Cho các bạn thêm 10 giây nữa. Một là chốt được đáp án, hai là chốt vô dấu chấm. Và tôi sẽ giảng cho các bạn về tốc độ giải và chính xác làm được. Đó là những cái mà không ai dạy cho các bạn được, bảo đảm như vậy. Tại vì thầy cô ở trường cũng chỉ dạy cho các bạn về kiến thức, còn tôi sẽ dạy các bạn kỹ năng. Rồi Huy, có kết quả chưa? Chưa có kết quả thì chat dấu chấm vô. Chat vô. Ngân không làm nữa, tôi muốn xem chat cái kết quả, hoặc chưa có thì chat dấu chấm hết. Rồi. Làm gì chậm như vậy Huy? Huy. Dạ hồi nãy em chat rồi mà sao không được đó thầy? Dạ. Em mới chat lại. Coi lại cái phần của mình ha. Rồi đâu Cao Thanh? Không hiểu cái đề hay là sao Cao Thanh? Em không có hiểu thầy. Rõ lên. Dạ em không hiểu. Gì bạn không hiểu chỗ nào của cái đề? Em không có hiểu cái mà từ số tự nhiên a nhỏ nhất khác xong thỏa mãn á, được thỏa mãn là sao thầy? Vậy thí dụ như người ta yêu cầu là tìm x thỏa mãn ví dụ x cộng 3 bằng 4, vậy có nghĩa là đi làm gì? Thì tìm x. Ừ thì rất đơn giản, người ta yêu cầu tìm a, chữ thỏa mãn là nó thỏa sao cho hoặc là gì đó. Cái chữ thỏa mãn đơn giản là nó yêu cầu một cái gì đó để mình làm việc, là sao cho cái số đó. Ừ, nó vừa chia hết cho 18 và vừa chia hết cho 40. Câu a hả? Câu a. Câu A là gì? 360. Thầy không có biết câu A câu B, thầy hỏi bạn có hiểu cái đề không? Dạ em hiểu rồi, cảm ơn thầy. Rồi hiểu rồi làm bằng cách nào? Thì tìm cái số nào đó chia hết, tìm cho trong A, B, C, D chứ là chia hết, vừa chia hết cho 18, vừa chia hết cho 40. Rồi bạn thế số mấy cái đáp án dưới lên hả? Hả? Bạn làm cách nào bạn có được câu A đâu, bạn nói tôi nghe coi. Hả? Cao Thanh. Vậy câu A nó chia hết cho 18 và 40 thôi. Không chấp nhận. Một cách của bạn là nộp bài trắc nghiệm là được. Tức là tôi sẽ chỉ cho các bạn thêm hai kỹ năng nữa. Một đó là cái kỹ năng giải đúng chuẩn bằng tự luận để thấy ra được kết quả. Hoặc là nãy có kết hợp thêm dùng máy tính đấy. Và chỉ thêm cho các bạn một cái nữa, đó là con đường tà đạo để giải quyết được vấn đề. Làm bài trắc nghiệm không quan tâm các bạn đang làm bằng cách nào, miễn cách của các bạn hiệu quả nhất, nhanh nhất và chính xác nhất, tôi tạm gọi tắt là hiệu quả đấy, thì cái đó các bạn thành công và luôn luôn đúng, bảo đảm với bạn. Rồi bây giờ chỉ ra hai cách. Giờ Cương giải thích cho thầy nghe coi. Vậy khi đó cái con số A được hiểu là cái gì? Cũng 18 với 40. Alo, Cương ơi. Dạ thầy. Thầy nghe dạ thầy được, thầy không nghe gì hết. Tôi thầy là ước. Ước. Ước rồi sao chia được cho 18? Thầy. Ừ.
A là bội, 18 là ướt. A là bội, 18 là ướt. Rồi tôi chỉ nghe là ướt thôi mà tôi không có nghe cái gì là bội hết. Vậy từ đây A chia hết cho 18, A chia hết cho 40, vậy chắc chắn A phải là bội của hai thằng đó và chia hết cho cả hai nên nó là bội chung. Mà người ta chốt thêm nữa A nhỏ nhất, vậy có nghĩa là A phải được hiểu là gì? Là bội chung nhỏ nhất của 18 và 40. Cách đi tìm bội chung nhỏ nhất y như nãy giờ các bạn tự tìm xong kết quả. Rồi, cảm ơn Cưng. Rồi, đây là cách số 1. Ngoài ra, cách số 2 là cách là dùng máy tính để kiểm tra là thế số. Phú, mở mic lên, thầy hỏi một cái. Người ta yêu cầu là mình tìm số A là nhỏ nhất. Vậy thì theo bạn, bạn sẽ lựa trong bốn cái con số này, bạn sẽ lấy con số nhỏ nhất hay lớn nhất để bạn thử trước. Dạ, nhỏ nhất thì mình lấy con số nhỏ nhất mình thử trước Rồi, thầy. nhiệm vụ là ta sẽ thử số theo yêu cầu. Và ta phải nhìn cho rõ yêu cầu của nó là lấy nhỏ nhất trước. Vì trong bốn con số đó ta sẽ chọn cái con theo yêu cầu là thứ nhất. Nếu đều yêu cầu nhỏ nhất ta lấy nhỏ nhất, nếu đều yêu cầu lớn nhất lấy lớn nhất trước. Vậy chọn số theo yêu cầu rồi sau đó kiểm tra điều kiện. Điều kiện ở đây là thế nào? Phố. Dạ thầy, điều kiện đây là A chia được cho 18 và chia được cho 40 luôn thầy. Đó. Vậy có nghĩa là ta lấy thử con 360 chia thử 18. Ok, nó ra được con số đẹp, tức là chia hết. Tương tự lấy cái con số đó chia được cho 40, chia hết luôn. Vậy là số đó đẹp, khoanh đáp án mà ta chả có phải hư một chút xíu não nào hết. Đó là con đường ăn gian để làm được tới trắc nghiệm cho nó lẹ. Nhưng con đường đó không thể nộp bài tự luận được. Ta không thể nào ngồi ta đoán đại con số và ta phán ra cho người ta nghe. Nhưng vô trong bài thi trắc nghiệm, các bạn làm bằng cách nào thầy không cần biết, miễn hiệu quả nhất. Nhưng khi tôi hỏi cách đúng chuẩn làm bằng tự luận mà không biết cách giải thì ăn phạt. Đối với riêng tôi là như vậy. Tôi ép các bạn phải vừa làm tốt bằng tự luận, hiệu quả của tự luận và phải làm sao nhanh nhất có thể. Các bạn tưởng tượng là một điều, các bạn ngồi các bạn phải viết phải suy nghĩ nó là giờ là bội chung thằng này giờ bội kia, vậy nó là bội chung nhỏ nhất nè. Vậy cách đi tìm bội chung nhỏ nhất là gì? Phân tích thừa số ra thành thừa số nguyên tố rồi đi tìm các thừa số nguyên tố chung và riêng được các kiểu, rồi các bạn mới lấy tích lại. Nếu bạn làm thật sự nhanh thì nó vẫn gần gần bằng dưới, nhưng mà làm sao khi bằng một cái thằng nào đó vừa mới ra xong cái nó ngó vô cái 360 bập 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 ai chưa hết xong lầm có đáp án nó nhanh hơn các bạn thấy rõ. Đó rồi khi đó thí dụ như ai yêu cầu các bạn giải thích làm sao, nói em làm bằng cách này, người ta nói không được còn cách nào khác không, cách này không không có hợp lý lắm đó, thì bạn biết cách kia nó ở cách kia đó em hiểu đó, mà tại em chưa làm em thích làm gì nó nhanh nhất để em nộp bài em còn làm mấy cái khác nữa. Rồi tiếp, nên tôi khuyên các bạn là một, nếu cảm thấy đang học như thế này áp lực quá thì nói với phụ huynh xin nghỉ ha, hoặc có việc nói với tôi sẵn sàng cho các bạn nghỉ không cần phải chờ nói tới phụ huynh. Còn nếu như đã xác định học với tôi áp lực là các bạn phải chịu và càng ngày càng nặng hơn nữa, báo trước nha, chứ không dễ hơn giáo viên ở trường đâu. Rồi, tiếp theo. Tìm số tự nhiên biết vừa chia hết cái này và cái này. Biết nằm từ đây đến đây.
Rồi, bạn nào làm xong có đáp án chốt lên giùm thầy. Các bạn còn 30 giây nữa nha. Rồi, các bạn có đáp án. Năm giây cuối. Nếu không biết làm, chắc dấu chấm. Có ý tưởng làm mà chưa kịp tới kết quả thì chắc chữ ok vô. Hết giờ. Ngừng. Chat cho tôi kết quả dấu chấm hoặc là ok, không làm nữa. Rồi, thầy mời Cao Thanh xử lý bằng cách nào? Và xử lý bằng cách tìm bội chung nhỏ nhất Của ai với ai với ai? và của 12, 28, 36. Rồi, bội chung nhỏ nhất của 12, 28 và 36. Rồi, mấy thằng này đã ra được con số, giờ bạn ra số đó là bao nhiêu? Số đó là 225. 200 252 chứ. 52. Rồi, từ đây có thằng này làm kết quả luôn. Chấp nhận. Rồi, đây là cách số 1. Nhân thí dụ nha. Đề người ta cho biết không phải nằm trong khúc này, mà thí dụ nha, nếu là thầy thì cho cái đề là thế này: biết cái con số x đó nó sẽ lớn hơn 300 và nó bé hơn 600, vậy thì theo riêng Huy cái con số đó phải là nhiêu mới được, nó có phải là 252 nữa không? Dạ thầy, là từ hoàng thầy phúc thầy thu nhỏ để Tôi nhớ cái đề cái gì? dạ thầy là có hai số, nhưng mà em sẽ thử số đầu tiên, thử Nghe số nghe nghe, thầy đang học bàn đáp án thì bỏ đáp án đây luôn. Thầy đang hỏi là nếu biết con x nó nằm từ 300 cho đến 600. À, thí dụ nếu như vậy thầy sẽ dạ. thêm cái đáp án đi, một cái đáp án e nữa. Đó là x sẽ bằng là 504. Dạ thầy, là mình sẽ tìm, đầu tiên mình sẽ tìm cái đáp án nào thuộc khoảng từ 300 đến 600, là có đáp án này mình sẽ thử chia hết được hay không. Rồi, chấp nhận. Còn thí dụ nếu làm bằng tự luận. Dạ thầy, làm từ luận á thì mình sẽ tìm số nguyên. Thôi được rồi, cảm ơn bạn, tôi sẽ giải thích tiếp. Nếu các bạn làm tự luận thì các bạn cũng đi tìm bội chung nhỏ nhất trước và kết quả nó ra là 252. Biết rằng nhìn vô câu C có 252 đó, nhưng các bạn khoanh vô là các bạn chuẩn bị tinh thần về núi, bởi vì yêu cầu là người ta yêu cầu là con x đó nó phải nằm từ 300 đến 600. Vì tức là các bạn lấy những cái con nào là bội của tụi kia nhưng phải nằm trong 300 đến 600 mới được. Tức là đầu tiên đi tìm bội chung nhỏ nhất, sau đó ta đi tìm bội chung của ba thằng đó. Vậy bội chung ba thằng đó sẽ là 0, 2, 5, 2, 5, 0, 4, dân dân dân. Và ta chỉ lấy cái thằng nằm trong cái khoảng để yêu cầu thôi. Đó. Ví dụ như các bạn gặp những cái bài toán về xếp hàng á. Đó. Ví dụ như biết rằng số học sinh khối 6 là sau khi xếp hàng 10 là đủ, hàng 8 là vừa đủ, hoặc là xếp mỗi hàng là xếp thành 15 hàng là đủ. Biết rằng số học sinh của khối 6 nằm trong cái khoảng từ 200 cho đến 300 bạn. Kiểu như vậy. Thì khi đó ta phải làm một cái bài toán là đi tìm bội chung nhỏ nhất, sau đó đi tìm bội chung. Rồi từ đây ta sẽ bóc ra một cái con số trong cái khoảng yêu cầu. Còn cách số 2 là cách như Huy mới vừa nói, đó là ta sẽ chọn một cái con số nằm trong cái đáp án yêu cầu. Ở đây điều kiện của nó là nằm đây nè. 150 cho đến 300, vậy thì ta sẽ loại hai con A với B ra trước, ta còn lại C với D. Vậy ta bóc câu C, chia cho 12 hết không? Chia 18, 28 hết không? Và chia cho 36 hết không? Nếu cùng chia hết thì coi như lấy nó làm đáp án.
Còn nếu chia không hết thì coi như tao khoanh vô thằng kia. Còn nếu như cái đề người ta cho sai là chuyện đó của cái đề. Tiếp ha. Vậy tại sao bạn Huy làm chậm vậy? Giải thích tôi nghe coi. Huy. Huy ơi. Dạ thưa thầy, tại vì đầu tiên là em thử cái này nhưng mà Thử cái em này là bấm thử máy chậm lắm. bấm máy chậm là Em máy bấm tính máy không chậm. có đó hay là sao, máy tính đang chậm Có nhưng mà em bấm không có quen. vậy không quen rồi làm sao mình làm tính toán nhanh hơn người khác được. Bạn được quyền dùng não, dùng khả năng tính toán cộng trừ nhân chia gì đó cho nó hiệu quả, là bạn có thể hoàn toàn dùng, tức là dùng kỹ năng của bản thân bạn tính nhẩm hay tính gì đó cho nó lẹ, nhưng bạn nhắm bằng tính nhanh bằng cái máy không, nhanh bằng không thôi. À, đó, rõ ràng là không, kịp không? Và lên lớp 6 các bạn được quyền dùng máy tính. Lớp nhỏ không cho dùng máy tính là muốn các bạn cộng trừ nhân chia biến đổi cho nó tốt. Nhưng lên lớp càng lớn ở phía sau, những thứ cơ bản cộng trừ nhân chia cũng phải cố gắng nhớ, phải gắn luyện. Tại vì nó sẽ đi theo với bạn suốt cuộc đời. Nhưng máy tính nó sẽ là công cụ để hỗ trợ thêm cho các bạn. Thí dụ như nói như các bạn phân tích cái con số bự bự chút xíu 252 mà yêu cầu phân tích cả thành thừa số nguyên tố, các bạn ngồi bằng tay thì các bạn hết giờ. Trong khi đó thời gian đó ta sẽ dùng vào việc khác, máy tính là công cụ để hỗ trợ cho các bạn thì phải gán liền cho nó nhanh lên. Không sao, được quyền nói lý do và tôi giải thích lý do đó đó, và nói rằng các bạn nỗ lực lên. Cao Thanh, tại sao làm chậm vậy? Em bấm không ăn nó hả? Bấm cho máy. Là chat không ăn hay là bấm cái máy tính không ăn? Chát không ăn. Ủa, chat không ăn. Rồi sau lúc chat ăn, lúc chat không ăn là sao? Dạ kiểu như là nếu mà chát của em nó sẽ bình thường thôi, bấm vào cái đó mới chát được. Bấm vào cái Kiểu cửa như sổ bấm ngay vào cái chỗ gửi khung tin nhắn, chát. không chat rồi mới chat Bấm vô được. bấm bấm vô cái chữ gửi tin nhắn nữa mới bấm vào được. Mà em quên bấm chữ gửi tin nhắn. Rồi sao mà cứ mỗi lần mà nhấn tắt micro thì tắt nhanh còn hơn cả tốc độ tên lửa nữa hả? Thì bình thường em mở ra là cái con chuột em nghe cái micro. À, vậy thì giờ phải gán ha. Ấy là bạn đang dùng máy tính đó, lẹ mà nó phải nhấn vô gửi tin nhắn thì mới chat. À đúng rồi, đang không nhấn gửi vô tin nhắn nè, tôi cũng gõ thấy bà luôn, cũng đâu ra đâu. Phải nhấn vô gửi tin nhắn một cái. Vậy thì phải gán tập, mọi thứ đều phải tập. Nếu bạn muốn đạt được nha. Từ từ tôi sẽ luyện được cho các bạn. Nhưng mấy anh chị 12 toán mà tôi đang dạy, tốc độ người ta cực kỳ cao. Giỏi, hiệu quả, làm việc rất là nhanh. Tôi yêu cầu là nhanh nữa mà còn thi đố thi thố với nhau nữa. Tôi tách ra làm hai đội, đội bên đây với đội bên kia, cứ bên nào trả lời chậm hơn là không có điểm, bên nào trả lời nhanh đúng là có điểm, và cuối buổi là bị đóng tiền phạt. Tức là bên nào sai, ở bên nào là thua là bị đóng phạt, phạt 5.000 à chứ không nhiều. Còn tôi thì mỗi buổi tôi đóng 10.000 vô, thằng nào thắng thua tôi không biết, tôi đều đóng phạt 10.000 vô trước cho nhóm. Còn các bạn thì cứ tên nào thua 5.000 nạp vô. Để cuối khóa ta sẽ có thể dùng cái tiền đó đi uống nước, đi ăn, nói chuyện hoặc là mua quà gì đó cho cả nhóm. Đó là một trong những cái mà một hai bữa đầu rất là khó và áp lực cực kỳ lắm. Các bạn hiểu một điều, mình đã nhanh rồi mà thằng kia nó quá nhanh thì mình bị thua. Mà các bạn thì một cuộc chơi thì chả ai muốn thua. Tôi cũng đâu muốn bạn thua. Vậy thì khi đó bạn phải tự nỗ lực lên, nếu không thì bạn chấp nhận chung tiền hết chuyện, đơn giản thôi. Bạn chậm hơn người khác thì khi đó nó bị hack não, não mình bị hack nhiều lên, tức là buộc phải bị ép lực, áp lực, áp lực, áp lực, lúc nào cũng áp lực. Cái thằng nhanh lúc nào nó cũng muốn nhanh và nó hay bị cái tật là ẩu. Vậy thì thằng nào mà trả lời nhanh mà sai là bị trừ điểm. Vậy thì nó bị ép phải nhanh và phải đúng và phải nhanh hơn thằng kia, và cứ như thế, cứ như thế. À còn đội thì cứ mỗi bữa tôi chia ra, ví dụ như tôi sẽ cho máy tính nó chạy random vô, cứ chia ra làm hai, ví dụ có thể bữa nay là mình với thằng A, có thể bữa sau mình với đứa B, vân vân, tức là rất ngẫu nhiên và công bằng, và buộc bạn phải luyện. Còn thí dụ như tên nào mà sai hoài mà không chịu sửa thì tôi cho nghỉ, chứ không nói rằng em chậm quá em theo không kịp. Bạn phải theo nếu bạn muốn làm việc với nhóm và muốn làm việc với tôi, chứ không nói nào là em dở quá thôi kệ, ai học sao học, em dở em bỏ, em không cần phải học. Đó, em phải nỗ lực lên. Đó, tiếp theo.
Tôi muốn các bạn làm việc nhanh lên xíu nữa. Thôi, chốt đáp án cho giùm thầy. Rồi, thầy muốn hỏi bạn Huy cách làm. Phú, tốc độ bấm máy, tốc độ tính toán của Phú khá là cao đó. Tốt. Dạ hay là đầu tiên là em thấy là cái số của em đầu tiên á là em sẽ lấy số nhỏ nhất em thử trước, là em lấy câu A thử rồi thử câu tới cơ chia hết cho 4 mà chia không được thì em mới thử xuống câu B, câu B em thấy thử được hết em mới chọn câu B. Rồi, tại sao không thử câu D trước? Hay không thử câu C trước? Dạ hay là tại vì nó kêu là tìm số tự nhiên nhỏ nhất có ba chữ số Rồi, làm ok. theo yêu cầu thầy ơi. Tốt. Rồi, còn Phú. Thầy thấy bạn làm nhanh nhất, đáp án lẹ nhất. Cách nào Phú? 4 nhân 5 em ra số chẵn thầy, 4 nhân 5 20, 20 với 3 60 thì em chỉ cần số 3 số thì trong đây chỉ có số 2 160 chia được cho 60 thôi thì 120. em chọn B thầy, 120. Rồi, tốt. Cho Thanh nghe rõ cách của Phú không? Đó. Tức là hồi nãy thầy có chỉ cho các bạn một cách đó là thế lựa số theo yêu cầu là nhỏ nhất ba chữ số, vậy ta nhìn từ trên xuống nhỏ nhất ba chữ số ta thấy từ từ đúng, đó là một cách đấy. Nhưng cách đó vẫn hiệu quả, vấn đề là nó có nhanh hay không thì lại là một chuyện khác, các bạn làm từ 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 trên xuống. Nếu các bạn có kết hợp thêm cái kỹ năng về nhẩm nữa, giống như Phú mới vừa nói, ta thấy 3 3 nhân 4 nhân 5 nhân lại ra kết quả là 60. Đó, rõ ràng ai cũng nhìn ra được mà. Vậy thì 60 đó thì nó bắt buộc phải là bội của 60, thì trong cái đám này bội của 60 nó chỉ có 120 xong. Vậy các bạn chỉ có nhìn và ngó và chốt đáp án, chả có thử, chả có bấm gì hết thì nó hiệu quả trong công việc người ta cao hơn. Nên tôi phải ép các bạn làm bằng nhiều cách là như vậy. Cuộc sống sau này các bạn còn nhiều thứ khác nữa chứ không chỉ có riêng việc học, mà các bạn muốn được giỏi, muốn được tài năng, các bạn phải làm được nhiều điều mà người khác không làm được thì các bạn mới có cơ hội chứ. Giờ ai cũng làm được điều đó hết, vậy thì làm gì cơ hội dành cho các bạn, kịp không? Rồi bắt đầu trong cái đám ai cũng làm được đó thì thằng nào nhanh hơn thì thằng đó nó có cơ hội hơn. Rồi cái thằng nào làm nhanh hơn, hiệu quả hơn, trình bày sạch đẹp hơn thì người ta có cơ hội tốt hơn. Và các bạn phải luyện tập không ngừng. Chứ chưa gì hết mới làm có mấy bài cái bắt đầu các bạn ơi em mệt quá, em làm biếng. Và thì khi đó bạn cứ việc mệt, việc làm biếng và việc học không chờ ai. Và tự nhiên cuộc sống sau này nó cũng vậy. Có thể ở thời điểm hiện tại gia đình mình có điều kiện hay là gì đó vân vân, mình rất khỏe, rất rất sống, nhưng mà cuộc sống mà nó xoay vòng, nó xoay từ từ, có nhiều cái nó xoay đột ngột, ví dụ như tình hình dịch bệnh vừa rồi, ví dụ như nhà các bạn thì đa số đều làm kinh doanh và bán đồ ăn, bán thức ăn, bán các cái nhu yếu phẩm cho tôm ở dưới, nói rằng không ảnh hưởng cũng không đúng, có đấy,
tại vì kinh tế nó ảnh hưởng này, thứ nhất là vận chuyển rồi người nuôi tôm người ta cũng vất vả, rồi mua bán cũng vất vả nên chắc chắn cũng bị trì trệ tí xíu. Như thí dụ nhiều ngành khác nó sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều, ngành dịch vụ vân vân, hoặc là đơn giản là tôi là giáo dục không bao giờ nghĩ tới cái chuyện là phải đóng cửa trung tâm đâu. 6 tháng đóng cửa và tôi phải đóng cửa trước dịch và sau dịch, bây giờ là người ta đang mở cửa lại được nhưng mà trung tâm vẫn còn đang phải đóng cửa, giờ đang ngồi cười thôi, đâu làm được gì, đâu mở cửa được, đó là quy định, mà giờ không có quy định thì cũng phải đóng cửa thôi, an toàn sức khỏe phải đặt lên hàng đầu chứ. Vậy bây giờ làm gì, giờ một ngồi than trời trách đất à, hay nói tôi ơi khó quá giờ em không biết làm sao, ai đó giúp đỡ em, ai giúp cho bạn, cuộc sống nó khắc nghiệt vậy đó, thì bạn phải tìm cách bạn vượt qua. Còn cách của bạn là gì? Một, bạn có tầm nhìn tốt, bạn tìm cái hướng đi nó hợp lý thì bạn sẽ vượt qua được nó đỡ hơn chút xíu. Còn nếu bạn không có tầm nhìn, bạn đứng bạn khóc đi, thì có thể may mắn ai đó tới dung tay giúp cho bạn. Nhưng tôi nói thật, trong cuộc sống thật thật sự chỉ những người rất thân với bạn, những người ruột rà với bạn mới có thể dung tay giúp bạn vô điều kiện. Còn không là không có. Nên ráng nhớ giùm tôi nha. Tôi chỉ muốn tập được cho các bạn là vượt qua được sự khó khăn của bản thân để vươn tới cái sự hiệu quả nhất. Chứ không phải chỉ cho các bạn, bài này này vô làm vậy, rồi về nhà làm đi mấy đứa. Các bạn không làm thì chịu. Rồi, tiếp theo. Rồi, còn thầy hỏi Cương ơi, làm cách nào Cương? Dạ thưa thầy là em lấy em cũng như là năm là tận cùng là không hoặc năm. Tốt, đó tôi nghe cách này tôi phải rồi đó, tiếp Thưa thầy là 1 cộng 2 bằng 3 là chia hết cho 3. hợp lý, tức là cách của Cương là dùng dấu hiệu chia hết. Tốt. Tôi rất thích, tôi thích cái cách mà ép các bạn buộc phải vô làm, và tôi không thích cái cách của tôi thể hiện ra, là tôi muốn nghe cách của từng bạn để những bạn nào mà người ta chỉ biết có cách của mình thấy cái cách người khác rõ ràng nó hiệu quả hơn thì ta nên học hỏi, và học hỏi rồi bắt đầu mình thực hiện lại thì cái hiệu quả trong công việc của các bạn là nó vô đối luôn. Bây giờ nên học nhiều một chút xíu, luyện tập nhiều chút xíu, bớt than vãn cho bản thân, bớt than vãn cho người khác, bớt nói rằng em không có thời gian, em bận quá, em nhiều việc quá, em học mệt quá. Nếu bạn than thì bớt đi, bớt việc đi, đừng có yêu cầu và đừng có đòi hỏi rằng sau này mình bự hơn, mình lớn hơn, mình làm gì lớn. Còn bây giờ muốn được lớn, muốn được bự mà không muốn làm là điều đó không có. Ngay cả bây giờ gia đình mình có sẵn điều kiện cho mình bao nhiêu đó tiền gì đó, nhưng tới một cái thời điểm các bạn đủ lớn cỡ tôi và sau này lớn hơn cỡ ba mẹ các bạn không làm việc nữa có tiền à, không làm việc nữa có thu nhập à, tiền nó có thể đẻ ra tiền bằng cách bạn gửi ngân hàng, nhưng các bạn cứ đi hỏi ba mẹ đi, vậy sao mình không làm, đừng giờ đừng làm nữa, cứ bỏ tiền vô ngân hàng rồi tiền đó nó nuôi mình. Điều đó đúng chứ không sai, nhưng nó bị trượt giá. Từ từ lớn hơn các bạn sẽ hiểu. Còn nếu cần thì có điều kiện, ba mẹ thường hay làm kinh tế nhiều đó, có việc hỏi tại sao ba mẹ phải bán buôn chi nữa cho mệt, tại sao không phải học cho mệt chứ vậy mẹ, giờ mình đủ tiền rồi là mà tiền đó mình nhiều rồi, mình tự nuôi sống dư bản thân nuôi chừng ba đời nữa cũng còn khỏe. Thiệt đúng là có đó. Hoặc là tại sao mấy ông vua á, như các bạn coi phim nữa, mấy ông vua ông có lấy cả một cái giang sơn đất nước ngân khố của cả một cái quốc gia đem về một đống tiền vàng đồ cất đầy kho hết, giờ ông làm chi nữa cho mệt vậy, phải đi đánh đầu này dẹp yên đầu kia chi cho mệt vậy, ăn cho nó khỏe. Nên nhớ ta là con người, ta không phải cái con được nuôi dùng cái củi đóng lại rồi cho ăn hàng ngày. Các bạn tạo ra giá trị của cuộc sống, các bạn phải nỗ lực lên, nỗ lực để tạo ra thêm cái giá trị. Các bạn còn những thế hệ phía sau bạn nữa mà, bây giờ thì nói nó hơi sớm quá, nhưng các bạn sẽ có thể gặp người mình yêu nè, gặp rồi tạo ra được những cái thế hệ phía sau các bạn, con cái cháu chắt gì đó nữa, chứ không để giờ các bạn chỉ có muốn muốn mình ăn như con bốn cẳng được nuôi cho ăn vậy thôi. Anh giúp ha. Rồi, cảm ơn các bạn. Thì đây mỗi người đã nêu ra một cái phương pháp của riêng mình rồi. Đâu thầy muốn nghe luôn câu Thanh đây, làm cách nào câu Thanh? Em làm nó bằng huy á thầy. À, ok. Đó, thì cứ thấy từ từ thôi ha. Nhưng mà có là các bạn sẽ thực hiện có nhiều phương pháp. Thì ở đây mỗi người có một cái, thí dụ như giờ muốn chia hết cho năm thì tận cùng phải là không hoặc là năm, vậy thì dẹp được thằng.
Giờ muốn chia hết cho 4 thì số này phải là số chẵn. Tại nó chia hết cho 4 thì nó phải chia hết cho 2, vậy thì dẹp được thằng. Đúng không? Và nó phải chia hết cho 3 nữa. Vậy thì muốn chia hết cho 3 thì cái con số đó nó có tổng cái chỉ số phải chia hết cho 3, thì trong này B là nó hợp. D nó cũng hợp luôn, nhưng mà thằng này thì nó nhỏ hơn thằng kia, vậy hốt thằng này. Thì nếu trong đầu các bạn như thầy nói ra, các bạn có nhiều quy tắc, và quy tắc nó thật sự là của bạn, nó nắm ở trong đầu mình, thì tới cái thời điểm cần phải bung ra, các bạn sẽ thể hiện được năng lực của bản thân liền. Còn khi các bạn làm việc gì đó mà không phải từ năng lực của mình, ví dụ như ta cứ coi sách dở hoài và tức không biết gì, ta mở sách ra ta coi, không biết ta mở ta coi, thì hồi tới trường hồi ta không biết cuốn sách không có đó thì ta không coi được. Còn nếu vậy ta làm việc quá nhiều vào máy tính, thuận yêu cầu là quá phụ thuộc vào nó, tới trường hợp quay qua không có máy tính là chuyện 1 cộng 1 bằng 2 cũng phải nói ủa chắc không ta. Đấy đó. Nhiều ra nhiều nhiều rất nhiều phương pháp ha. Gọi chung nhỏ nhất à, đâu tiếp mấy cái bài tập mà kiểu ship hàng được. À, tiếp theo à, về rồi có rồi đó đáp án chat vô rồi. Có một bạn đã tự tin chat vô dấu chấm, Cao Thanh không hiểu gì mà chat vô dấu chấm, đúng cái đời luôn không hiểu cái đề thì đọc đọc chữ tiếng Việt được không, á. được hay không, Dạ được. đâu đọc tôi nghe coi không hiểu cái gì. Rồi hai bạn biết là những thường đến tôi về đọc sách Vậy tôi biết hỏi một cái điều gì nha, cái câu này trong cái bài có quan trọng không, câu này cái câu đầu tiên mà mới vừa đọc á, câu mà hai bạn đó đó đến đọc sách câu đó quan trọng không, nghe không Thanh, em nghe tôi hỏi câu đó đó, cái câu đầu tiên này nè quan trọng không, tức là nó có liên quan gì tới bài toán mình không, dạ không không có kịp không, và ta đọc, và ta đọc những thứ quan trọng, câu này không quan trọng. Tiếp tiết cứ 9 ngày đến thư viện một lần, miết 12 ngày ngày một lần, lần đầu vậy bạn cả hãy hai. thế từ từ, vậy bạn hiểu tôi nói lại nha, tôi không có yêu cầu bạn là đọc cho tôi nghe, tôi chỉ hỏi bạn đọc để hiểu, hoặc bạn nói không hiểu chỗ nào đừng có đọc xong nguyên cái đề giả thầy ở vậy không hiểu gì hết. Giờ như tôi nói là câu đầu tiên là câu không quan trọng, câu đó chừng chơi để nó được hiểu là một cái ngữ cảnh, vậy nói với hai bạn này thôi. Vậy bạn hiểu như thế nào về tích cứ 9 ngày để đi thư viện một lần, nghĩa là gì? Rồi thằng mít 12 ngày đi thư viện một lần, vậy bạn hiểu gì về cái câu này? Không hiểu luôn đúng không? Rồi thầy mượn băng cương giải thích thử cho Cao Thanh hiểu coi, okay, cái số 9 với số 12 đó nghĩa là gì, cứ nói theo cách của bạn.
Alo, Cương ơi, nghe không bạn? Dạ thầy. Sao? Thầy hỏi lại thầy. Là nãy giờ con không nghe gì hết hay là sao? Hồi nãy giờ em không có nghe gì luôn á thầy. Còn nãy giờ bạn Cao Thanh đọc rồi nói rồi thầy giải thích con không nghe luôn. Tự nhiên cái nó bị đứng á thầy. Đứng máy á hả? Dạ, nó bị đơ á. Bị đơ rồi sao con mở mic lên con nói chuyện thì nó lại im re nó không được hay vậy? Nó mới hết rồi thầy. Ngon à. Rồi, tôi tin Mấy tôi. Không sao đâu, tôi dễ bị dụ lắm, nói chung là các bạn nói là tôi tin à. Nhưng mà các bạn dụ tôi được lần thôi nha, báo trước nha. Vậy bạn bạn hiểu như thế ừ. nào về cái người ta cho đó, cứ 9 ngày là tích là 9 ngày đi thư viện một lần, mít thì 12 ngày đi thư viện một lần nghĩa là gì? Thì mấy bạn đó đi đến thư viện Đi đến thư viện nhưng đi làm sao? là bạn tích 9 ngày thì đến thư viện một lần, còn bạn mít thì 12 ngày mới đến một lần. Vậy thì liên quan gì tới các khái niệm mà bạn đang học về ước chung, bội chung, vân vân, thì bạn hiểu gì về đó để các bạn mã hóa nó. Đang có một cái câu này được gọi là lời văn, một cái bài toán mà dùng lời văn để người ta diễn giải cho bạn, thì bạn phải tìm cách mã hóa nó ngược lại thành toán. Vậy sao? Tìm bọc là x chia hết cho 9 À, tiếp là gì nữa? là x chia hết cho 12. Cái đó thì tạm gọi là ít, cũng tạm chấp nhận đi, người ta được hiểu là thế này này, đó là số ngày hoặc là cái ngày mà đi đến thư viện cổ tích là cái ngày đó nó buộc phải chia hết cho 9, còn cái ngày mà đi đến thư viện của bạn mít á là phải chia hết cho 12. Mỗi một cái chu kỳ đó nó được lặp lại lặp lại, tức là cái ngày, rồi vậy là ngày mà của bạn tích là phải chia hết cho 9, còn cái ngày của bạn mít là phải chia hết cho 12. Rồi, cảm ơn Cương. Cao Thanh kịp tới đây chưa? Lần tiếp. Dạ Rồi, lần đầu thì hai bạn đó đi đến cùng một ngày, được hiểu là cái ngày là ngày thứ không, là cái ngày đầu tiên, ngày kịp. số Ngày chứ không. thầy. Hả? Ngày chứ thầy. Là cái ngày được định nghĩa là cái ngày thứ không á, là cái ngày được hiểu là giống như bây giờ là hôm nay là thầy với con cùng đi đến thư viện nè, được hiểu là Dạ. cái bội chung đầu tiên, cái ngày đầu tiên mà mình cùng đi chung, rồi sau đó sau 9 ngày thì thằng Tích đó mới đi, là lúc đó con chưa đi đó, rồi sau đó sau cái ngày kể từ ngày đầu tiên đó đó 12 ngày sau con đi thì lúc đó con đi nhưng mà thầy thì không có đi, vậy hỏi sau bao lâu hoặc là hỏi thời gian ít nhất bao nhiêu ngày, tức là ta phải đi tìm cái bội chung nhỏ nhất của 9 với 12 để cái chu kỳ đó lặp lại, sẽ ra được cái ngày mà thầy với con cùng đi đến thư viện. Cao Thanh kịp được chứ? Dạ kịp. À, thì cái này đó là một cái kỹ năng gọi là tạm gọi là kỹ năng mã hóa cái bài toán từ lời văn biến thành cái bài tập về toán, thì các bạn mới hiểu được vấn đề. Vậy theo cách hiểu vậy các bạn sẽ xử lý bài toán này là ta sẽ gọi x là cái ngày, là số ngày hoặc là ít nhất bao nhiêu ngày này, là số ngày mà tích và mít gặp nhau. Vậy từ đó suy ra x này nó buộc phải chia hết cho 9, x này phải chia hết cho 12. Vậy từ đó suy ra x nó sẽ được hiểu là thuộc nhục bội chung nhỏ nhất. À, xin lỗi, vậy lấy x trùng luôn đi. Vậy x là được tính bằng bội chung nhỏ nhất của 9 với 12. Tại vì đây nó có dùng từ ít nhất nữa nè. Rồi x là số ngày ít nhất, vậy nó là bội chung nhỏ nhất. Vậy ta đi tìm bội chung nhỏ nhất của 9 với 12 là xong chuyện. Ngoài ra ta có thể dùng cách ăn gian, đó là cái cách dùng thế số vô, lấy đáp án ở dưới thế, do nhỏ nhất nên ta sẽ lấy từ trên số. Rồi cái thằng đó phải vừa chia hết cho 9, vừa chia hết cho 12. Hoặc ta kết hợp với cái dấu hiệu chia hết. Còn ở bài này là cách giải bằng từ lùng để mã hóa cái đề ra. Nhưng thì không sao, Cao Thanh thì thực tế là thầy thì nhận xét
là riêng bạn thế này, đó là sự cố gắng của câu thanh chưa có. Rồi khi đọc vô một cái vấn đề nào đó đó là bạn có thể là bạn quan trọng hóa trên từng câu chữ, và các bạn cứ thấy cái gì đó mà bạn hơi cấn một cái là bạn bỏ luôn, bạn không có nỗ lực để đi tìm hết, thì điều đó nó sẽ hơi khó để các bạn giải quyết những cái vấn đề xa. Nhưng bây giờ khó thì phải làm, chứ không thể nào khó và đứng yên ngồi chờ người khác giúp mình. Giúp bạn khi chưa có vô làm bài, giúp bạn hiểu được lý thuyết, giúp bạn để các bạn nắm ra được các vấn đề cơ bản. Nhưng tới trường họ vô làm, bạn đã học rồi, tôi chỉ có thể giải thích sau khi các bạn có kết quả, và tôi sẽ nhận xét đúng hay sai và tôi sẽ chỉ lại để các bạn làm cho hiệu quả hơn. Nhưng sau khi biết được vấn đề xong rồi thì cái mà tôi vẫn hay khuyên đó là làm ơn về nhà lo coi bài và làm bài lại cho nó đúng nghĩa. Vậy thôi, các bạn còn nhiều vấn đề phía sau nữa, vất vả lắm nha. Rồi tiếp theo đây thầy bóc, cái này nó có liên quan tới nhỏ nhất, tới ước chung nữa. Nãy giờ ta làm bội chung rồi, giờ ta làm ước chung thử này. Rồi, ước chung lớn nhất của hai thằng này. Câu dễ ẹt luôn á. Rồi, à, tốt, các bạn đã có được kết quả. Rồi, Cao Thanh là có kết quả. Huy, làm cách nào? Huy ơi. Hai em chắc lộn phải Ừ, không? không sao. Rồi, giờ chắc, giờ giải thích lại đi. Làm cách nào? Dạ, thầy là đầu tiên là tìm cái số nào đó nó lớn nhất nè, theo theo đề bài nè, nó yêu cầu. Sau đó chia thử từng số. Ai chia? Dạ, máy tính chia. Không không, ý là lấy thằng nào chia thằng nào. Dạ, thầy là lấy cái thằng thằng mà hai số trên mà cho thầy, Đó, chia lại rồi cho chia tao cái luôn. kết quả. Vậy kết quả ra câu nào? Có rõ là câu D. Vậy mà chắc chưa có A. Rồi, đó là cái thứ nhất. Còn nếu như giải bằng tự luận giải sao? Đi tìm ước chung. Dạ thầy, nếu mà còn giải bằng tự luận á thì mình sẽ phân tích ra Thừa số nguyên tố. Giờ làm gì nữa? rồi số nguyên tố, sau đó mình sẽ tìm ra cái ước chung lớn nhất. Tìm bằng cách nào? Dạ thầy là tìm ước chung. Tìm bằng cách Tìm. nào? Phân tích xong rồi tìm ước chung bằng cách nào, ước chung lớn nhất á. Dạ thầy là tìm bằng Cách nào? Nói đấy, tôi nghe. Tôi không thích viết, tôi thích. không biết Hả? giải thích Đó, thiệu. không biết giải thích. Sách giáo khoa có không? Sách giáo khoa có viết cái đó không? Có cuốn sách có Rồi có từng làm chưa? chưa rồi. Đó, thì đó bạn. Vậy thì bây giờ ha, làm ơn là bạn được quyền nói dạ em không biết cách giải thích, thì bây giờ lo tự đi tìm lại cách giải thích. Tôi sẽ giải thích lại. Và mai mốt mà làm không xong là cứ như thế mà ăn phạt. Và không có nói lý do với tôi, dạ em không biết hoặc em quên. Cứ quên thì cái giá phải trả.
là như vậy. Rồi ví dụ 84 lấy máy tính tách ra bấm cao thanh, bấm cho thầy coi 84 ra nhiêu cao thanh. Cao thanh ơi. Dạ. Dạ bằng 2 mũ 2 nhân 3 nhân 7. Rồi, 2 mũ 2 nhân 3 nhân 7. Tiếp tục 168. Dạ bằng 2 mũ 3 nhân 3 nhân 7. Rồi, 2 mũ 3 nhân 3 nhân 7. Vậy muốn đi tìm ước chung lớn nhất ta đi làm gì nhớ không? Cao thanh. Dạ muốn tìm ước chung lớn nhất là đầu tiên là phân tích thừa số ra hệ số nguyên tố nè. Rồi chọn ra các thừa số nguyên tố chung và riêng. Thầy hỏi một điều nè, con đang nhớ hay là con đang nhìn trong cuốn tập con đọc ra vậy? Hay là cuốn sách đọc ra? Em đang nhớ. Rồi. Tôi chỉ muốn các bạn trung thực thôi. Nếu bạn nói giờ em đang nhìn sách thì tôi vẫn nghe, nhưng tôi sẽ nói chuyện các bạn cách khác. Và nếu như bạn đang nói dùng trí nhớ, bạn nhớ thì tốt. Và đừng bao giờ thể hiện lừa tôi. Tại vì tôi đủ lớn hơn các bạn và tôi đủ thông minh. Các bạn có thể ăn gian với thầy cô trên lớp để các bạn có điểm. Nhưng đối với tôi, bạn mà ăn gian là khổ cho bạn chứ không phải khổ cho tôi. Nên tôi nói trước nha. Lỡ có đang nhìn sách thì cứ gì thoải mái nói dạ em nhìn sách, em quên em nhìn, không gì cả, tôi đang cố để dạy cho các bạn sự trung thực. Tôi báo trước nha, cái đó là tôi nói trước, tôi không đang nói cái điều này. Nếu bạn quên nói dạ em có cuốn sách em đọc ra, dạ dạ em nhớ, cứ thoải mái mà nói. Nhớ đó có đúng có sai, chuyện đúng sai tôi không có la các bạn, nhưng tôi sẽ la các bạn hoặc tôi sẽ rất buồn nếu như tôi biết các bạn không trung thực. Tôi đang cố gắng giảng cho các bạn để hiểu được trung thực, sự nỗ lực của bản thân. Nó sẽ tạo các bạn được nhiều cái nền tảng ở tương lai. Nhớ nha. Rồi, đi. Đi làm gì tiếp thôi? Dạ, bước 3 là lập tức các thừa số để chọn mỗi thừa số lấy số mũ lớn nhất. Chắc không? Lấy số mũ. Rồi giờ lấy chung hay lấy riêng? Hay lấy vừa chung vừa riêng? Vừa chung vừa riêng. Bạn có cuốn sách giáo khoa đó không? Dạ có. Đâu bạn mở ra tôi chờ luôn. Đọc qua ngay cho bước 2. Sao? Đọc tới chưa? Dạ tới rồi. Sao? Đọc tới thì nghe coi. Dạ ước chung lớn nhất của hai hay nhiều số là số lớn nhất trong tập hợp các ước chung của các số đó. Nhưng nó có nêu quy tắc để tìm ước chung lớn nhất không? Để em coi. Nó có cái này nè, ký hiệu ước chung lớn nhất A và B là ước chung lớn nhất AB, tương tự ước chung lớn nhất A, B và C, ký hiệu là ước chung lớn nhất ABC. Quy tắc nhận xét. Kiếm ra chỗ nào nó ghi quy tắc. Thôi, chuyện đó là chuyện của bạn tự coi, tự học lại. Bạn lười quá. Tôi báo trước nha. Những gì tôi dạy tôi nhớ, và các bạn làm không xong thì các bạn ăn phạt theo yêu cầu. Hết chuyện, đơn giản chỉ có vậy thôi. Cương muốn tìm ước chung lớn nhất đi làm gì Cương? Dạ thưa thầy, muốn tìm ước chung lớn nhất bước đầu tiên là phân tích ra thừa số nguyên tố. Rồi bước 2. Bước thứ 2 là lấy thừa số nguyên tố chung và số mũ nhỏ nhất. Chung có riêng không? Dạ không. Mọi người có một cách để học và tìm mấu chốt của vấn đề để nhớ.
Còn các bạn một không học là các bạn đã trả bằng cái gì rồi. Nếu thứ hai học mà đọc cho xong mà không nhớ thì đem đi về. Rồi thứ ba, bạn muốn nhớ sâu, muốn nhớ cho rõ thì các bạn đừng học hết toàn bộ câu chữ người ta, tại vì các bạn không thể diễn đạt giống người ta. Vậy thì các bạn phải làm sao đưa lại được cho mình ngắn gọn nhất để học. Ví dụ đối với tôi, phân tích tự hiểu là phân tích cả thành thời số nguyên tố. Đối với tôi là chọn cái gì? Chung. Ở đây không có riêng, nó chỉ có lấy chung thôi. Và mẫu thì phải là nhỏ nhất. Vậy tôi sẽ ghi chung, mẫu nhỏ. Như là xong rồi, là qua được bước 2 rồi. Bước 3 đi làm gì nữa Cường? Dạ thưa thầy, bước 3 là tích cái số đó là nhân lại. À, tích thì được hiểu là nhân lại, hoặc là các bạn ghi chữ nhân là hết chuyện đó. Nó bao gồm có gì? Phân tích, chọn chung, mẫu nhỏ, nhân, hết chuyện. Còn các bạn cứ cấn, ủa bây giờ chung là lớn hay nhỏ, ủa chung hay riêng, mà các bạn chỉ cần cấn là xong rồi, tại vì các bạn không nắm được nó, mà không nắm được thì không thể giải quyết được. Để nhớ ha. Cao Thanh, để mấy thằng này chung là thằng nào đâu? Do thầy hỏi trở lại thầy, nó rèo quá thầy. Mấy thằng này 84 với 168 nó phân tích ra thành hai cái biểu thức kiểu như thế này, về chung là những thằng nào đâu? Thầy cứ nói cho nó rèo rèo quá trời. Thầy hỏi nè, con 84 với 168 nghe chưa? Dạ, dạ nghe. Được Mà phân tích nó ra thành còn thế gì? này, bạn chọn những con gọi là chung là con nào đâu? Dạ những con à. Những số nào là chung đâu? Dạ số 3, Tiếp đi. số 7. Rồi số 2 có chung không? Dạ có. Đó, chung là 2, 3, 7. Rồi lấy số mũ là thế nào? Dạ số mũ nhỏ nhất Vậy thì 2 sẽ lấy 2 mũ mấy? là 2 mũ 2. Xong rồi đó. Lấy máy tính bấm, nó gạn con số rồi nạp vào. Hết chuyện. Còn đây là mấu chốt của vấn đề. Đó. Ước chung lớn nhất. Chỉ có như vậy thôi. Còn thực tế cái sách mà các bạn đang được học, sách mới á, thì nó rất ít viết quy tắc. Nó viết không nhiều vô, nó bắt thực hành, nhưng mà ngặt nói kiến thức nền các bạn không có, bằng thực hành bằng niềm tin. Okay. Nhưng bài này các bạn vẫn có cách để giải quyết tiếp nữa, đó là ta có thể chọn phương án là các bạn có thể giải quyết bằng cách là lấy cái do là 168 nó chia hết cho thằng này. Ủa 100 nãy là nhiêu quên tiêu rồi. Đó, cái số đằng sau nãy á, nó chia hết cho cái số ở đằng trước. 168 chia hết cho 84. Vậy thì ước chung lớn nhất được hiểu là cái con số còn bị chia, số chia 84. Rồi, thầy sẽ cho các bạn một cái gửi cho các bạn một cái đề về nhà có điều kiện. Rồi, chút xíu có gì làm cái này. Dù gì vô vẫn đỡ hơn một chút. Rồi, thầy sẽ gửi qua liền cho các bạn. Thôi, trễ rồi. Rồi, lo nghỉ ngơi. Coi luyện tập gì đó để hồi chút xíu làm bài thi, làm bài kiểm tra cho tốt. Thôi, tạm biệt các bạn. Thầy gửi liền qua cho các bạn cái đề sau.